đoàn 244, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh là một trong những nơi tiếp đón, cách ly công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về. Cùng với đảm bảo cơ sở vật chất, hậu cần, nhu yếu phẩm, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo luôn được xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Toàn bộ cán bộ chiến sĩ phục vụ phòng chống dịch được bố trí ăn ở, sinh hoạt tại một phân khu riêng, được trang bị bảo hộ tối đa khi tiếp xúc với công dân được cách ly. Xác định là tuyến đầu chống dịch thì trước tiên mình muốn làm tốt thì mình bảo vệ chính mình. Tại trung đoàn thì ngay từ ngay cổng ngoài trung đoàn của các thì trung đoàn đã thành lập một tổ là phun khử khuẩn, kiểm tra thân nhiệt và kiểm soát người ra vào. Đặc biệt cán bộ chiến sĩ trung đoàn luôn quán triệt ý thức được trách nhiệm của mình trong công tác phòng chống dịch. Tất cả các lực lượng khi tham gia đều được mang mặc bảo hộ, đeo khẩu trang, bảo đảm sao mà không sự lây nhiễm chéo. Cùng với lực lượng quân đội, những ngày này tại các chốt kiểm soát người và phương tiện từ tỉnh ngoài vào Quảng Ninh, lực lượng công an cũng đang duy trì quân số tham gia làm nhiệm vụ chống dịch, thường xuyên phải tiếp xúc với những người đến hoặc đi qua các vùng dịch về Quảng Ninh. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an luôn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19 để hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Chúng tôi ý thức được bảo vệ chính mình là bảo vệ đồng đội, bảo vệ cộng đồng. Do đó thì là chúng tôi đã thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, cụ thể là đeo khẩu trang khi làm việc, rửa tay thường xuyên và vệ sinh cá nhân ngay khi về đơn vị, bỏ khẩu trang cũ đúng nơi quy định và ngoài giờ thì là hạn làm việc cũng hạn chế đến những nơi đông người. Là một trong những lực lượng nòng cốt, mỗi y bác sĩ là một chiến sĩ tuyến đầu trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19. Trong khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, xuất hiện nhiều ca bệnh mất dấu F0 trong cộng đồng lại càng đòi hỏi sự cẩn trọng của đội ngũ nhân viên y tế trong việc phòng chống lây nhiễm. Từ điều tra khoanh vùng, giám sát các trường hợp có yếu tố dịch tễ trong cộng đồng, sàng lọc, phân loại, giám sát các ca bệnh có nguy cơ cao tại cơ sở điều trị, xét nghiệm phát hiện sớm ca bệnh, mỗi cơ sở y tế càng cần phải trở thành một thành trì không để phát sinh lây lan dịch bệnh. Thì chúng tôi luôn xác định bảo vệ an toàn nhất cho cán bộ nhân viên y tế trực tiếp tham gia phòng công tác phòng chống dịch là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Để làm được cái việc đó thì đối với bệnh viện thì chúng tôi phải trang cấp đầy đủ các cái phương tiện bảo hộ đạt chuẩn cho tất cả những cán bộ tham gia vào các cái khâu trực tiếp liên quan đến phân luồng, cách ly, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân. Chúng tôi phải bố trí ca kíp làm việc hợp lý. Thì chúng ta đều biết là cán bộ y tế khi mang cái trang bị bảo hộ rất là nóng bức. Nếu ca làm việc quá dài thì sức khỏe cán bộ nhân viên y tế không thể đảm bảo. Nên là mỗi ca kíp chúng tôi chỉ bố trí làm việc không quá 4 tiếng để đảm bảo được thay đổi, để giữ gìn cái sức khỏe để cái cán bộ y tế có thể phục vụ và phòng chống dịch bệnh lâu dài. Trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, cùng với sự nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu, sự chung tay, trách nhiệm của mỗi người dân chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch là yếu tố quan trọng để ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe cho cả cộng đồng.